trở lại chương trình của The LV News, bản tin tiếp theo. Sammy Daniel đứng ra làm chứng trong phiên tòa xét xử Tổng thống Trump với tư cách là nhân chứng. Star Witness. Cái nhân chứng tiếp theo đó là Michael Cohen. Chưa có bao giờ mà nước Mỹ của chúng ta được chứng kiến cái sự kiện này. Cái sự kiện mà chúng ta đặt câu hỏi về vấn đề pháp quyền của nước Mỹ, tư pháp của nước Mỹ, khi thật sự một cô gái từng làm và đang làm cái nghề giống như là Stormy Daniels trở thành một nhân chứng ngôi sao, trong khi đó Michael Cohen là kẻ bị truy tố về tội nói dối, trở thành nhân chứng ngôi sao của đảng Dân Chủ tới ngày hôm nay. Hoàn toàn câu chuyện này họ vẫn không nắm bắt được một cái tội nào của ông Trump. Xin mời vị xem một cái đoạn video ngắn trong cái chương trình của The VLKT News. Tôi đã trình bày và dịch cho quý vị về cái lời tuyên bố của ông Trump trước cái phiên tòa. Đó là một sự kiện quan trọng mà Tổng thống Trump đã xuất hiện trong cái chương trình của truyền thông. Đây là cái điểm nhấn quan trọng nha quý vị. Nhiều cái lý do mà tôi nói tại sao cái đảng Dân Chủ nó tính già ra non. Cái sáng sớm ra ông quảng cáo 2 phút cho chiến dịch tranh cử của ông. Rồi cuối ngày ông quảng cáo thêm 2 phút nữa. Bây giờ chúng ta sẽ tạm dịch cho quý vị nha. Rồi sau đó chúng tôi sẽ bình luận về lời nói của ông Trump. Phóng viên đặt câu hỏi: Tổng thống có phải là nạn nhân của tội tống tiền hay không? Ông Trump không trả lời nhưng mà nói: đất nước chúng ta đang bốc cháy, biểu tình khắp nơi. Chúng tôi chưa bao giờ thấy được điều gì như thế này. Nhiều lễ tốt nghiệp đã bị hủy bỏ. Họ hủy bỏ tại Colombia, những nơi khác. Chúng ta có một tổng thống từ chối nói chuyện vì ông ta không thể nói một câu chuyện. Trong số tuyên bố về cuộc săn tìm phù thủy này được đưa ra chương trình của CNN. CNN tên giả. Michael Moore cho biết không có đủ khả năng bằng chứng về việc giả hồ sơ. Trump tiếp tục. Trên chương trình Good Morning America, họ nói rằng chi phí pháp lý trả cho luật sư được coi là chi phí pháp lý. Chúng tôi trả cho luật sư như một chi phí pháp lý. Chúng tôi không phân loại nó là chi phí xây dựng hay là chi phí mua vật liệu. Khoản tranh toán này được coi là chi phí pháp lý, đúng không thưa luật sư? Trump nói thêm. Mọi người đều nói đó là gian lận. Có phải là những gì họ đang cố gắng lôi kéo chúng tôi? Chúng tôi gọi nó là chi phí pháp lý, vào sổ sách và ký cái check. Mọi thứ đều được tất cả cơ quan chấp thuận, không có gì che giấu ở đây. Tất cả đều ghi lại trong chương trình Today Show của NBC cho biết không có gì che giấu ở đây, không có email bằng ghi âm để chứng minh ý định. Trump nói, Fox News nói rằng lệnh bịt miệng là vi hiến, đúng như vậy, và tất cả những gì đang diễn ra. Họ không có trường hợp nào, họ không có vụ kiện nào, mọi học giả pháp lý đều đồng ý. Một số công việc tồi tệ có thể nói khác. Nhưng mọi người tôi từng gặp đều nói không có trường hợp nào ở đây, không có vụ kiện nào ở đây. DA trước của vụ kiện này không đưa ra vụ án. Alvin Bragg cũng không muốn nó đưa ra. Như ông ấy đã được áp lực bởi Tàu Bà Đốc và Joe Biden gian dối. Nó là một cuộc tấn công chính trị từ Tàu Bà Đốc. Nó là cuộc tấn công thật xấu hổ. Điều này đã xảy ra một đất nước thế giới thứ ba, không phải nước Mỹ, một phiên tòa bất công. Nhưng tin tốt là họ không có gì cả. Ok quý vị, tạm dịch là như vậy thôi. Nhưng mà thật sự chúng ta thấy nó còn rõ ràng về điều này. Cái mà tụi nó sẽ không tìm được, đó là những bằng chứng. Tới ngày hôm nay tụi nó vẫn không đưa ra cái bằng chứng cụ thể nào cả. Bình luận của Tổng thống Trump với các phóng viên tại Lower Manhattan đã đề cập một số điểm chính quan trọng trong cái tình hình kinh tế và đất nước hiện tại. Biểu tình về hủy bỏ lễ tốt nghiệp, ông Trump nhận xét về cuộc biểu tình lan rộng. Hủy bỏ các lễ tốt nghiệp coi sự kiện là đánh dấu của tình trạng bất ổn xã hội lớn hơn. Chính xác luôn 100% về điều này. Bây giờ vì cứ tưởng tượng giùm tôi một trường đại học Columbia lớn như vậy, USC lớn như vậy, và cha mẹ người ta đã bỏ rất là nhiều tiền, $100,000, $120,000, $200,000-$300,000 để có thể ước mơ bước vào cái lễ tốt nghiệp mà cuối cùng thì hủy bỏ. Thì không khác là tát vào mặt của cha mẹ tụi nó, đáng đời tụi mày. Ông Trump cũng được chỉ trích Biden. Và chỉ trích Biden thì ông cho là thiếu kỹ năng giao tiếp, cho sự im lặng của Biden trong một số vấn đề, đặc biệt là cuộc bạo loạn tại những trường đại học, nhất định là do không thể đưa ra phản đối rõ ràng. Trump đã trích dẫn
các cơ quan truyền thông và các nhà bình luận khác để hỗ trợ cho việc bào chữa của ông trước những cáo buộc ông phải đối mặt. Ông đã nhấn mạnh những tuyên bố đến từ CNN, Good Morning America, Today Show của NBC, Fox News cho thấy tất cả đều củng cố cái quan điểm của ông. Tổng thống Trump đã bảo vệ việc phân loại các khoản thanh toán cho luật sư là chi phí pháp lý, khẳng định rằng chúng được ghi chép hợp lệ và cơ quan liên quan hoàn toàn phê duyệt. Trong cái điểm này, sở thuế không truy tố ông. Cái cơ quan bầu cử liên bang không truy tố ông. Là bởi vì hoàn toàn hợp lệ. Nhưng mà tụi nó ở New York lại truy tố ông. Ông khẳng định rằng không có bằng chứng nào cho thấy ý định lừa đảo ở đây. Với lý do không có một cái phút súng nào như email hoặc là đoạn ghi âm buộc tội. Ông Trump đã cáo buộc quyết định truy tố của ông có động cơ chính trị. Cho rằng những áp lực từ Tổng thống và Joe Biden, ông mô tả phiên tòa là không công bằng. Với nó như là không như những thông lệ được thấy tại những nước thuộc thế giới thứ ba, những nước cộng sản. Bất chấp những lời chỉ trích của mình, ông Trump đã bày tỏ vào sự dự kiện của ông chống lại là thiếu thực tế. Và cho rằng hoàn toàn là công tố viên tới ngày hôm nay vẫn không có gì cả. Và đó là bản tin ngắn và đó là những gì chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị trong chương trình của The VLKT News. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong bản tin. Ok quý vị, đó là lời phát biểu của Tổng thống Trump trong cái phiên tòa vào buổi sáng của ngày hôm nay, và chúng tôi sẽ trình bày một số development trong ngày, trong cái chương trình của ngày hôm nay. Một nhân chứng quan trọng đã đứng ra để chỉ chứng Tổng thống Trump trong cái gọi là một phiên tòa xét xử của ông Trump được gọi là tiền bịt miệng, khiến các thẩm phán giám sát dự án cũng trở nên rất là gay gắt. Stormy Daniel, một diễn viên phim người lớn tên thật là Stephanie Clifford, đã xuất hiện trên bục nhân chứng khai rằng cô có quan hệ tình cảm với Trump của 2006, và ông Trump đã dứt phát phủ nhận các cuộc gặp gỡ đã từng diễn ra. Các công tố viên nói rằng luật sư của Tổng thống Trump Michael Cohen đã trả $130,000 cho bà Daniel trong chiến dịch tranh cử của 2016, nhằm để mua chuộc sự im lặng của bà về cái vụ việc bị cáo buộc. Vấn đề nằm ở bản chất của các khoản thanh toán, và họ lập luận rằng các khoản thanh toán đó đã bị dán nhãn sai để can thiệp vào cuộc bầu cử cho 2016. Đồng thời nó thêm rằng các khoản thanh toán có lẽ phải được đánh dấu là tiền chi phí liên quan đến chiến dịch. Cái điểm này rất là mấu chốt nha quý vị. Nếu mà thật sự cái khoản thanh toán này mà đánh dấu tiền chi phí liên quan đến chiến dịch tranh cử, ông Trump sẽ bị truy tố liên bang. Ông Trump sẽ bị bộ tư pháp của Biden và kể cả luôn cơ quan bầu cử của liên bang sẽ truy tố ông Trump. Tại cái này là chi phí cá nhân thì không thể nào được liệt vào là chi phí tranh cử được. Giống như bị mua cái quần, cái áo và để làm cho khuôn mặt bị đẹp ra để tranh cử, vì không được nào để đắt vào trong cái quỹ tranh cử được. Bây giờ tôi nói cái vụ án này trước sau gì Trump cũng bị truy tố cả. Bởi vì ông có đúng cũng bị truy tố, ông có sai cũng bị truy tố. Nếu mà thật sự ông liệt cái chi phí nào tranh cử thì truy tố liên bang, còn không tranh cử thì đang bị truy tố tại tiểu bang. Tổng thống Trump đã không nhận tội với 34 tội danh làm sai lệch hồ sơ kinh doanh trong vụ án. Ông Trump lập luận rằng phiên tòa là một nỗ lực để ngăn cản ông tham gia cái phiên tranh cử cho 2024. Trong lời khai của mình, bà Clifford đã kể lại rằng ông Trump đã nói với cô ấy trong phòng khách sạn rằng cô nên tham gia cái chương trình truyền hình của ông ấy, ám chỉ chương trình Người Học Việt nổi tiếng Apprentice mà ông dẫn chương trình đóng vai chính. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi thua trong lần đầu tiên của tập phim? Cô ấy khẳng định và hỏi ông ấy. Các luật sư của Tổng thống Trump nói rằng chính bà Daniel là người đề nghị bà tham gia chương trình truyền hình thực tế, chứ ông không coi là phải ông Trump đề nghị. Vì nghĩ sao mà con mụ này mà ông Trump đề nghị? Có thể là ông Trump đã bị thương người quá mức. Chứ thật sự cái mụ này nhìn xấu quá. Mà làm gì mà thật sự trong cái tầm mắt của Trump này. Cô cũng đưa ra tuyên bố về việc đến thăm Tổng thống Trump tại khách sạn Lake Tahoe, California trong một giải golf. Cô tuyên bố thời điểm đó cựu Tổng thống đã đề nghị cô gọi đại diện cho một người bạn ở phòng khách sạn và cô đã làm như vậy. Sau đó tạm dừng. Thẩm phán Sean Marshall đã khiển trách công tố viên, nói rằng là mức độ chi tiết mà chúng tôi đang đi sâu vào đây không là cần thiết, ám chỉ lời khai của cô ấy. Sau khi trở lại cái khán đài, bà Daniel đã cáo buộc ngoại tình giữa bà và Tổng thống Trump xảy ra tại khách sạn Lake Tahoe.
Công tố viên Susan đang cố gắng tìm hiểu cái chi tiết thêm, nhưng thẩm phán vẫn phản đối luật sư bào chữa. Ê, chi tiết là gì? Có bản ghi âm không? Làm gì có về điều này, quý vị? Giống như câu chuyện của thẩm phán Brett Kavanaugh cách đây không lâu, khi mà thật sự ông ta đi ra tranh cử cho chức vụ là thẩm phán của tòa án tối cao pháp viện, tự nhiên out of nowhere có cái bà nào đến từ Fullerton, California đi tố cáo ông thẩm phán này dê sờm mà 30 mấy năm về trước. Giống như vụ kiện dân sự của bà Caro cũng tương tự, đi tố cáo ông Trump hấp diêm bà 20 mấy năm về trước. Kinh hoàng. Trước khi bà Clifford được ra làm chứng, Tổng thống Trump đã viết trên trang mạng True Social vào thứ ba rằng nhóm của ông không có thời gian để chuẩn bị cho nhân chứng và mô tả tình huống này là chưa từng có. Đúng luôn là ông Trump không biết được nhân chứng là ai, là bởi vì tụi nó không chia sẻ những nhân chứng này cho ông Trump. Và cái danh sách nhân chứng là hoàn toàn bí mật, để ông Trump không có khả năng, và đội trưởng luật sư của ông không có khả năng để phản biện lại. Bài đăng đó dường như đã bị xóa trong ngày theo đánh giá của tờ báo Epoch Times về tài khoản xã hội. Ông Trump hiện đang bị lệnh cấm nó và nhân chứng và các cá nhân có liên quan đến phiên tòa. Trong một bài đăng hiện đã bị xóa, từ Tổng thống Trump đó đã cáo buộc thẩm phán Mason thiên vị. Lưu ý rằng thẩm phán đã cảnh báo thứ hai rằng ông Trump có thể ngồi tù vì vi phạm cái lệnh bịt miệng. Trước lời khai của mình, thẩm phán Mason chưa biết bà Daniel sẽ được phép làm chứng về những chi tiết cơ bản cuộc gặp gỡ. Luật sư bào chữa của ông Trump Susan đã phản đối chỉ thị đó, cho rằng cái lời khai chỉ là ngoại vi đối với vụ án tập trung vào hồ sơ tài chính. Chính xác luôn. Cái vụ án hiện giờ là tập trung vào hồ sơ tài chính. Cái vụ án bây giờ là tập trung vào $130,000 của ông Trump. Được classify là cái chi phí pháp lý thật sự có đúng pháp luật hay không? Câu trả lời đương nhiên là đúng. Tới ngày hôm nay tụi nó vẫn không có bắt cắp được cái luận điểm nào cho rằng là sai trong cuốn sách luật cả. Tuy nhiên bà Huffington, công tố viên, chưa biết cần có lời khai để hoàn thành câu chuyện và xác lập uy tín của bà Daniel, điều mà thẩm phán cho phép. Đương nhiên thẩm phán mới tiếp tục cho phép là bởi vì thẩm phán là thành viên của đảng Dân Chủ và vợ của thẩm phán làm việc cho công tố viên của tiểu bang New York để truy tố ông Trump trong $454 triệu, và trong khi đó con của thẩm phán là làm việc cho bà Kamala Harris. Các luật sư của ông Trump đã bác bỏ tuyên bố của bà Daniel về cuộc gặp gỡ, cho rằng cô đang tìm kiếm một vai diễn trong cái chương trình truyền hình thực tế của Trump, The Apprentice. Trong bài đăng gần đây trên mạng xã hội, ông Trump đã mô tả bà Daniel và luật sư cũ của ông là Michael Cohen là những kẻ nhất nhát, trong khi luật sư trước đó của ông lập luận rằng họ chỉ đưa ra ngoài để củng cố sự tương ứng của mình bằng những tuyên bố về ông. Tuần trước, Tổng thống Trump được cáo buộc thẩm phán đã đặt ra những quy định khiến phiên tòa trở nên dâm ô nhất có thể. Wow! Cái lời tố cáo này đúng bản chất của tòa án luôn, quý vị. Nhằm gây tổn hại cho việc ứng cử của ông. Tổng thống Trump nói với phóng viên tại tòa án tuần trước, ông ấy đang cố gắng làm cho gì trở nên tục tiểu nhất có thể bằng cách cho phép đưa những lời khai không liên quan đến vụ án. Ông ta muốn biến việc này trở thành một vụ tục tiểu để cố gắng làm tổn thương của Trump, nhưng nó có tác dụng ngược lại. Vào tháng 1 của 2018, Michael Cohen cho biết trong vụ việc bị cáo buộc là tin đồn từ có từ 2011. Trong bức thư của 2018, Tổng thống Trump đã đăng bài trên mạng xã hội vào tháng trước về bà Daniel, cho rằng tin đồn về vụ việc là sai sự thật. Bà này nhận tiền từ Michael Cohen. Nói chung lại, cả một câu chuyện này là câu chuyện mà bà này đã bị uống nước đường bởi cái đảng Dân Chủ để truy tố ông Trump. Luật sư Michael Avenatti của bà ta cũng đi vào tù trong giai đoạn hiện giờ, và tương lai bà này cũng chết theo thời gian. Nhưng nhiều tháng sau, cô ta đã đổi câu chuyện của mình được phỏng vấn 60 Minutes của chương trình CBS News và nói rằng có một chuyện ngoại tình cách đây nhiều năm. Cô ấy cũng tuyên bố rằng cô ấy bị áp lực phải đưa ra bức thư bị đe dọa về mặt pháp lý. Trong khi đó, luật sư cũ của cô, đó là Michael Avenatti, gần đây đã nói với tờ báo New York Post trong cuộc phỏng vấn độc quyền từ nhà tù rằng ông tin rằng cô ấy nói dối về vụ ngoại tình, chỉ làm chứng trong phiên tòa để thu hút sự chú ý của công chúng mà thôi. 100% về điều này không ai tin cả. Không ai tin cái vấn đề mà bà này được ngoại tình với ông Trump, đó là thật lòng mà nói là như vậy. Nếu mà cái câu chuyện này là chính trị thôi, chứ thật sự vì thấy cái vụ mà thổi bong bóng trong tòa bạch ốc dưới thời của Bill Clinton, thổi kèn,
Đâu có điều tra gì đâu. Lúc đó thì đảng Dân Chủ nó không không được trên phụ nữ đâu nha. Phụ nữ nó kia cáo buộc, mà trong khi đó cái vụ này không phải trên phụ nữ nha, là bởi vì phụ nữ tố cáo ông Trump lên trên. Và đó là bản tin của The LV News, và chúng ta tiếp tục cập nhật những bản tin của LV News. Chúng ta sẽ tiếp tục trở lại một sức đoàn vô cùng quan trọng trong cái chương trình của Fox News vào buổi sáng ngày hôm nay, khi thật sự ngoài bề mặt cái phiên tòa thì có vẻ như ông Trump phía trong là một người đàn ông vĩ đại của nước Mỹ. Đặc biệt là một cựu phóng viên của chương trình CNN đã nhận thấy rất là nhiều sự quái đản xung quanh, và ông Trump có rất là nhiều người ủng hộ một cách âm thầm. Về nguyên tắc thì họ gần như rằng là không dám nói sự ủng hộ một cách cụ thể, bởi vì có khả năng là họ sẽ bị tấn công rất nhiều. Chúng tôi sẽ đi chi tiết vào của chương cái sự phân tích này cho quý vị. Rất quan trọng nha quý vị. Cái đó những gì mà chúng ta thấy, cuộc trò chuyện này nó mang cho chúng ta thấy được một cái sự kiện giống như là ông Trump đã được ủng hộ, và những người cái tình cảm xung quanh của ông Trump và có quan điểm chính trị như thế nào. Người dẫn chương trình Eric Schon đã phân đoạn về hoạt đóng góp trước này là cảm ơn bạn. Trong cái phút 5 second, họ nói điều nhanh chóng cần thêm là, và bây giờ là làm việc tuyệt vời về cái quan điểm của nó. Đặc biệt là Rona Kraft, nhân viên lâu năm của Trump vẫn trung thành, nhưng phải ra đi do vấn đề pháp lý tiến triển quá nhanh. Khóc hết một cọc, sự thân cận của Trump được cho là đã rất xúc động vì lòng trung thành của cô đối với Trump. Khi mà trong đó đề cập đến Michael Cohen, cựu luật sư đã từng phục vụ tại Rikers Island, cô đã bị cáo buộc bịa đặt nhưng vẫn tiếp tục ủng hộ Trump trong giai đoạn đó, là cái nhân vật chỉ chứng. Bất chấp những lời chỉ trích, tổ chức của Trump đã thành công và nuôi dưỡng lòng trung thành một cách mạnh mẽ, làm nổi bật sự liên kết giữa hình ảnh tiêu cực được coi là của Trump và sự nổi tiếng tiếp tục. Trump được cho đang dẫn đầu 4 tiểu bang xung đột, dẫn trước ra một số tiểu bang khác phản ánh sự ủng hộ rất mạnh mẽ. Lizanki được giới thiệu cái đoàn và trải nghiệm của cô ta. Thật ngạc nhiên khi thật sự ngoài ngoài, những vẻ có rất là bình thường, nhưng mà sau buổi tiệc tối thì họ lại tiếp tục ủng hộ cho ông Trump. Lizanki mô tả buổi tối cô ta với những người thành đạt có học thức tốt, đa số là những người cũng không mong đợi sự ủng hộ Trump. Nhưng mà cuối cùng họ đã tiết lộ sự ủng hộ Trump sau cái vài chén rượu với chương trình nghị sự MAGA của Trump. Kinh khủng cho quý vị. Mặc dù được đào tạo tại một số trường đại học Ivy League School, nhưng họ vẫn bộc lộ sự yêu thích đối với Trump. Cặp đôi, một bình luận của Mark Hemingway được giới thiệu để nhấn mạnh cái vấn đề kinh tế đang tác động đến cử tri. Ông Steele đã thảo luận về các nhóm khác nhau trên ném bóng, nói đùa về sự khác biệt về chính trị kỹ năng. Nhưng mà thật sự nhìn chung trở lại thì cả một câu chuyện trong cái chương trình của Fox News ngày hôm nay với cái đề tài là sự thành công lòng trung thành của ông Trump trong vấn đề Trump Organization nha quý vị. Nhưng mà thật sự chúng ta cộng trừ nhân chi trở lại đó, thì tôi cũng khá là ngạc nhiên khi những con người như là Michael Cohen lại mất sự lòng trung thành của họ, bởi vì cái thằng này rất là tham vọng. Khi có nhân chứng tham vọng như vậy thì đương nhiên họ tiếp tục tạo sự tham vọng của họ, khi mà đặc biệt Michael Cohen muốn có một cái ghế nào đó trong chính quyền của Trump của 2016. Ok, sự chỉ chứng của ngày hôm nay để chứng minh vài điều. Điều thứ nhất, bà Stormy Daniels vẫn tiếp tục mean nothing trong vụ án này. Điều thứ hai là thẩm phán vẫn tiếp tục thiên vị đối với công tố viên, và để cho công tố viên và những luật sư của công tố viên đặt những câu hỏi liên quan đến vấn đề không liên quan đến vụ án. Và đó là chương trình của The LV News, và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những bản tin khác trong chương trình của ngày hôm nay. Ok quý vị, chúng ta đã tập trung quá nhiều về sự kiện của ông Trump và vụ án, chúng ta sẽ tiếp tục như vậy. Nhưng rồi chúng ta sẽ trở lại cái sự kiện lùm xùm của cái đảng Cộng Hòa của chúng ta tại Hạ Viện, đặc biệt là cái sự mâu thuẫn hiện giờ của ông Chủ tịch Mike Johnson và bà Green. Dân biểu Green và Chủ tịch Mike Johnson sẽ tổ chức một cuộc họp nữa vào ngày 7 tháng 5, tức ngày hôm nay, buổi sáng, đã tiếp tục thảo luận về nguy cơ bà Green vẫn được đưa ra cái kiến nghị trước phê.
Kết luận được đưa ra sau khi bà Rin và chủ tịch đã gặp nhau 2 giờ tại văn phòng của ông Johnson ngày 6 tháng 5. Xuất phát từ lời đe dọa của bà hồi tuần trước khi nói rằng bà nhất định sẽ đưa ra một cuộc bỏ phiếu kiến nghị bãi nhiệm trong tuần này. Bà Green đã từ chối lời trả lời câu hỏi về những gì đang xảy ra trong cuộc họp, bao gồm cả việc liệu bà còn dự định thúc ép một cuộc bỏ phiếu về biện pháp này hay không. Bà cũng đã từ chối trả lời một câu hỏi về việc liệu ông Johnson có đưa ra nhượng bộ để tránh cuộc bỏ phiếu hay không. Nhận xét này là một sự thay đổi giọng điệu với những phát ngôn nảy lửa của bà bên ngoài tàu hàng quốc hội vào tuần trước, khi bà tuyên bố sẽ khiến cả đảng Cộng hòa Dân chủ phải đưa ra ý kiến công khai của mình về vấn đề này. Sau một cuộc họp không rõ liệu ông Johnson có phải đối mặt với cuộc bỏ phiếu vì trước bỏ quyền lực của ông hay không, các lãnh viên của đảng Dân chủ tại Hạ viện cho biết họ sẽ tiếp tục bỏ phiếu để gác lại kiến nghị của bà. Thì đó là cái sự kiện nó cũng đang lùm xùm. Mà tôi cũng đang đặt câu hỏi trở lại, thật sự ông Johnson đang làm việc cho ai? Như thế nào? Và tôi nghĩ ông Mike Johnson cần phải suy nghĩ là những cái động thái của ông. Về nguyên tắc thì chúng tôi cũng không muốn sự kiện lùm xùm ở Hạ viện, ở Quốc hội của đảng Cộng hòa xảy ra. Nhưng mà thật sự cái sự kiện này cần phải được giải quyết. Sáng ngày hôm nay trong cái press conference, nó gồm 20 mấy phút. Chúng ta nghe mà chúng ta vẫn chưa thấy được. Đây là cái lời tuyên bố của ông Mike Johnson. Đây là lời tuyên bố của ông Mike Johnson và tôi sẽ mời quý vị xem cái lời tuyên bố của ông just a second. Thank you, Leader Scalise, and all my colleagues. Thank you all for being here. It's a big day on Capitol Hill. I passed the 6-month mark serving as Speaker of the House, and part of the job of the Speaker is to go all around the country and meet with Americans and hear from Americans and engage what their greatest concerns are. And so, in the last 6 months, we calculated it over the weekend. I've been to more than 100 cities and more than half the states. It doesn't matter where I am, whether I'm out west or Manhattan or the deep south or the Midwest, it doesn't matter. The concerns are the same. The people of this country are deeply concerned about the border catastrophe, the open border that was orchestrated by the Biden administration. They're deeply concerned. Okay, quý vị, đó là một đoạn trích dẫn là như vậy. Thì ông nói rằng là rất là concerning về nhiều vấn đề của xã hội chúng ta. Trong đó vấn đề biên giới là quan trọng nhiều nhất. Thì bây giờ tôi cũng chẳng biết bình luận như thế nào về sự kiện này, nhưng mà thật sự đó, chúng ta tiếp tục đặt câu hỏi, nếu mà thật sự ông concerning về cái vấn đề biên giới thì tại sao không lồng vài tỷ đô la cho biên giới trong cái giai đoạn mà ủng hộ cho Ukraine vân vân. Tôi bây giờ tôi đang rất là skeptical về ông Mike Johnson. Nguyên tắc tôi ủng hộ cho Mike Johnson hiện giờ là bởi vì ông Trump ủng hộ, chứ thật sự ông Trump chắc ông cũng đang suy nghĩ rất nhiều về điều này. Và trở lại bản tin tiếp theo trong chương trình của LV News, một cái báo cáo cho rằng là số vụ bắt giữ liên quan đến ngày 6 tháng 1 hiện cao gần gấp đôi so với 2023 và 2022. Đây là cái điểm rất là mấu chốt cho quý vị. Là bởi vì sao? Là bởi vì cái đảng Dân Chủ họ cũng thừa biết được rằng là Trump sẽ chiến thắng trong 2025. Họ sẽ làm cái sự kiện truy tố của sự kiện này càng mạnh mẽ hơn của ngày 6 tháng 1. Nhưng mà bây giờ tôi chưa thấy cái điều kiện truy tố của những sinh viên mà chiếm đóng một số cái trường đại học bất hợp pháp. Tôi chưa thấy về điều này. Bộ báo cáo của Bộ Tư pháp cho thấy gần 1.425 người đã bị bắt do các cuộc cáo buộc trong vụ kiện ngày 6 tháng 1. Số vụ bắt giữ trong năm 2024 cao gấp đôi so với 2023 và 2022. DOJ đưa tin trong bản cập nhật hàng tháng của mình sau khi kết thúc công việc của ngày 3 tháng 5. FBI tổng cộng đã bắt giữ 1.424 nghi phạm trong 40 tháng kể từ vụ xâm phạm và bạo lực tòa nhà quốc hội của Hoa Kỳ ngày 6 tháng 1. Hồ sơ DOJ cho thấy con số đó gồm 159 người đã bị bắt trong 4 tháng đầu năm của 2024, cao gần gấp đôi so với 83 người đã bị bắt trong cùng kỳ của 2023 và 85 người bị bắt trong cùng kỳ của 2022. Trong dữ liệu của DOJ, FBI đã thực hiện 391 vụ bắt giữ liên quan ngày 6 tháng 1 kể từ tháng 5 của 2023 và 614 vụ kể từ tháng 5 của 2022. Vụ ngày 6 tháng 1 là cuộc điều tra lớn nhất, sâu rộng nhất trong lịch sử của FBI. Một cuộc điều tra mà các nhà lãnh đạo DOJ đã cam kết tiếp tục tiến hành không suy giảm.
DOJ có thời hạn đến ngày 6 tháng 1 của 2022 để buộc tội những cá nhân trước khi hết hạn hiệu lực. Tức là 26 tháng 1 của 2020, ngày 6 tháng 1 của 2026. 26 này là 24, rồi 25, 26, 2 năm nữa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu mà thật sự ông Trump đắc cử thì nó có thể kết thúc vào tháng 1 2025, là bởi vì bộ tư pháp của Trump sẽ không làm những hành động tương tự như vậy. Khoảng 1.334 người đã bị buộc tội đi vào và ở lại bên trong tòa nhà, hoặc là khu vực hạn chế ra vào của liên bang. Đây là tội nhẹ phổ biến nhất trong ngày 6 tháng 1. Trong đó 127 người bị buộc tội đã đi vào và ở lại, trong đó khi mang vũ khí sát thương và nguy hiểm. Trong cái tháng qua, chỉ có hai cáo buộc bị bắt là cản trở một cách sai trái một thủ tục chính thức. Trọng tội gồm cáo buộc phổ biến nhất của ngày 6 tháng 1 thì ảnh hưởng đến 355 người. Một cáo buộc gây tranh cãi hiện đang được đưa lên cái tòa án tối cao của Hoa Kỳ. 36% số bị cáo trong 510 người đã bị buộc tội hành hung, chống cự hoặc cản trở các sĩ quan, cảnh sát hoặc nhân viên. Bản báo cáo cho biết hơn 1/4 trong số bị cáo có dính líu đến sử dụng vũ khí sát thương hoặc là nguy hiểm. Khoảng 820 bị cáo đã nhận tội đối với nhiều tội danh của liên bang. Dưới 69% là tội nhẹ và 31% là trọng tội. Bản báo cáo cho biết gần 885 bị cáo được xét xử, với 61% bị cáo bị kết án tù, 19% quản thúc tại gia, 35% kết án ở hai cái hình thức. Theo cái báo cáo, khoảng 160 bị cáo đã bị kết tội tại các phiên tòa tranh chấp, trong đó có 3 người bị xét xử tại tòa thượng thẩm khu vực Washington. 30 bị cáo khác bị kết tội dựa trên một loạt tình tiết đồng thuận. Trong số 199 bị cáo ra tòa, 82 người bị kết tội hành hung, chống cự hoặc cản trở cảnh sát hoặc là cản trở cảnh sát trong khi gây rối dân sự, cả hai tội nghiêm trọng. Mọi báo cáo dựa trên xét xử bởi bồi thẩm đoàn đều bị kết tội ít nhất trong số tội danh được đưa ra cho họ. Chỉ có 3 bị cáo được trắng án trước bồi cáo buộc. Những cái trường hợp đó thường là phiên tòa chỉ có một thẩm phán mà không có bồi thẩm đoàn. Tỷ lệ bắt giữ gia tăng vào cuối cùng của năm 2023 và tiếp tục kéo dài đến 4 tháng đầu năm của 2024. Ngày 16 tháng 4, tối cao pháp viện đã nghe các cáo buộc tranh luận bằng miệng về cái vụ kiện phản đối DOJ, vận dụng một cách kỳ lạ cái luật gian lận doanh nghiệp để truy tố những người biểu tình ngày 6 tháng 1, trọng tội 20 năm. Ngày 13 tháng 12 của 2023, tối cao pháp viện đã cho phép họ xem xét cái đơn kiện của bị cáo. Ngày 6 tháng 1 là Joseph W. Fisher về việc sử dụng 11512C2 của Bộ Luật Hoa Kỳ 18 để truy tố các bị cáo của ngày 6 tháng 1 và cản trở Quốc hội kiểm phiếu bầu của đại cử tri. Tối cao pháp viện đã bác bỏ việc sử dụng cái luật này để sử dụng cho việc 6 tháng 1. Thì 355 vụ án nói trên có thể bị đảo ngược, giáng một đòn mạnh vào nỗ lực truy tố của đảng Dân Chủ DOJ. Phía công tố cho biết họ có thể đề nghị tăng mức án đối với các tội danh khác hoặc yêu cầu thi hành án tù liên tiếp như một cách để bảo đảm rằng cái bị cáo vẫn ngồi tù trong cái thời gian tương tự như vậy. Trời đất, kinh khủng chứ. Nếu mà tối cao pháp viện mà bác bỏ những cái án tù mà liên quan đến sử dụng của Enron á, thì bắt đầu tụi nó sẽ tăng cái án tù khác còn lại. Tức là tụi nó mục đích là tụi nó phải cho vì trong tương lai là không được quyền đặt câu hỏi đến kết quả bầu cử. Một số ít bị cáo được trả tự do khi chờ quyết định của tối cao pháp viện. Những người khác đã được hoãn phiên tòa để chờ hành động của tối cao pháp viện trong vụ kiện này vào ngày 30 tháng 6. Và đó là bản tin của The LV News, và trở lại bản tin của LV News tiếp theo.